你看。Cái nào cầm cái hành dưới đúng không? Hành dưới của chú chỉ cần thấu hồ thấu la. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay ông nội sẽ làm sinh tố mít cho Sam và Sơ ăn nha các bạn. Đây là mít chín rồi thì ông nội sẽ tiến hành xay đây các bạn. Để cho Sam và Sơ cùng ăn đây các bạn. Đây, sẽ ăn nhiều rồi nên là nay sẽ làm một cái món rất là mới để cho Sam và Sơ ăn đây các bạn. Các bạn, sau khi ông nội đi nhổ gan về thì bây giờ ông nội đã xay tố mít cho Sam và Sơ cùng ăn đây các bạn. Rồi, rất là ngon luôn các bạn. Rồi, đây. Rồi, bây giờ ông nội cho Sam và Sơ uống.
Rồi, xin chào tất cả các bạn. Bye bye.